34. Tạ ơn nữ phó. À, A Thục. A Thục. A Thục. Dạ nữ phó. Sư tỷ bình tĩnh thôi. A Thục à. Đây là giường của dì. Sao vậy? Nhờ Quách Hằng đưa tới cho muội. Có quyền định nghĩa thật mà. Tình cảm của muội làm ta sáng như trăng. Quyết định của huynh chân tình này. Đưa cho ta nào. Đưa cho ta đi nào. Ta nè. Vậy anh, huynh nhất định phải quay trở về. Nhất định phải bình an trở về. Cho dù thế nào, ta đều ở đây đợi huynh. Đợi huynh cả đời. Sở dĩ xúc lông có thể lay động Triệu Thái Hậu, ông đã dùng phương pháp tiên ức hậu dương. Lúc đầu nhìn sắc mặt lời nói tránh sự chú ý, rồi mới nói tới bản thân. Thường con trai biết bao dùng gia đình kéo gần khoảng cách. Sau đó mới cố ý nói Triệu Thái Hậu không thương yêu trưởng nữ, gây ra sự tò mò với Thái Hậu. Rồi mới giải thích rõ ràng một cách đầy đủ và kiên nhẫn. Đây mới gọi là thuyết phục. Các con sau này phải học hỏi, đặc biệt là nam tử. Sau này nếu như làm nữ nhân tức giận, phải dùng phương pháp khuyên giải này. Hoàng thượng hiểu chưa? Nè, nữ phó tại sao hôm nay tâm tình tốt như vậy chứ? Giờ thiếu phó không ở đây, bị bệnh phải về quê rồi sao? Mấy hôm trước còn thấy người cho mà nhăn mặt kia mà. Không biết nữa. Nè, có phải về thiếu phu quay trở về chuẩn bị chuyện kết hôn hay không? Sau khi người trở lại, hai bọn họ có thể thành thân rồi. Cậu cụ đáng thương của ta đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ được. Muội thua rồi. Nè, sao mấy hôm nay không thấy bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ơi, trước đây bởi vì theo đuổi muội nên lúc nào cũng nghĩ đến muội, hả? Bây giờ khác rồi, cũng không còn hy vọng gì, cho nên có thể cho muội thấy bản lĩnh của đại tướng quân ta rồi. Được rồi, được rồi, huynh văn võ song toàn, không gì là không thể được chứ. Quốc Hằng nói vậy anh đi tìm Lưu Nguyên rồi, ta còn tưởng muội sớm đã khóc hết nước mắt rồi chứ. Ai khóc hết nước mắt chứ, đừng có đoán mò. Thôi đi, nói thật nha, nếu như Lưu Nguyên trở lại thì muội vẫn còn vị trí đâu. Muội xem, nếu như lúc đầu cùng với ta thì đâu có như vậy nữa, làm những cái nhiều chuyện phiền não như vậy. Đừng có nói như kiểu huynh là thánh nhân quân tử. Vậy được rồi, nếu như ta cùng với huynh, vậy nếu như Nguyệt Cẩm trở về, huynh định chọn ai? Phải chọn muội rồi. Nguyệt Cẩm đó đâu có thích ta đâu. Nếu như cô ta sớm nói với ta mình có tình lang rồi, ta còn thay đổi mãnh liệt như vậy sao? Muội so với cô ta mạnh hơn nhiều. Nam nhân toàn là hoa ngôn xảo ngữ. Mau nói đi, muội còn giấu ta cái gì hả? Nói ta nghe, nếu như vậy anh trở về định sắp xếp sao chuyện muội với Lưu Nguyên đây? Ê, ta nói muội nghe, nếu như hắn dám làm chuyện có lỗi với muội, ta sẽ tố cáo Thái Hậu, chịu hắn đi mạng nam giải quyết chuyện tư. Lúc đó thì hay rồi. Không cần huynh phí tâm. Cái này chẳng nói rõ cái gì. Dỗ dành muội thôi. Muội sẽ không tin thật chứ? Tin chứ, sao muội lại không tin? Muội lớn lên đã thảo nguyên, nữ tử ở đó chỉ được ở bên một người đàn ông, cho dù họ nói gì bọn muội đều tin. Kể cả giận dỗi không quan tâm đến người ta, vậy phải đợi đến lúc người ta không làm được những gì mình nói, lúc đó mới tính. Muội đó. Cô Thu Giới, từ 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 kia, đứng lại. Cô Thu Giới, cô Thu Giới, cô Thu Giới, chạy nhanh lên, đứng lại, cô Thu Giới.
Dĩnh. Đứng lại, em chạy hả? Cô Giới. Đứng lại. Cô Giới. Anh nè, Lý Dĩnh, con làm gì ở đây vậy? Nè, vị đại ca này, có gì từ từ nói. Ta là sư phụ của đứa trẻ này. Xin hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Hai tên khốn này, ta cho ngươi chạy phải không? Hả? Còn bé, mà đã xấu xa rồi. Cùng nhau, ra đây để ta nhảy điệu tiên nhân. Nhảy điệu tiên nhân? Hắn, giải làm thiếu nữ. Ra đây để ta gặp nhau ở phía Nguyệt Lão. Còn hắn, bỗng dưng nhảy ra. Nói là muốn bắt giặc. Còn đó mà nói với ta, phải lấy được 5 ngũ quan tiền với sau. Ta nói cho người biết, bọn chúng đã lừa người, đây là lần thứ hai rồi. Hôm nay mà người không giải quyết cho rõ ràng, không sao biết ta đâu. Cầm lấy. Cầm tiền rồi thì đi đi. Đa tạ. Đi thôi, đi. Đa tạ quý. Chu Đinh, Lý Dĩnh, hai người cùng nhau giở trò quỷ như vậy. Đường phố, lần này trách ta không liên quan đến Lý Dĩnh. Trước tiên đừng thể hiện nghĩa khí nữa, nói rõ cho ta xem. Chu Đinh, cha con tốt xấu gì cũng là đại phu có tiếng, bà nội con là Lâm Xuyên trưởng công chúa, con không thiếu tiền đến mức như vậy chứ? Phải giả vờ làm mỹ nhân kế đi lừa tiền khắp nơi, có đệ tử như con đúng là mất mặt của ta. Đường phố, người đánh con đi, là con ngu xuẩn, là con khốn nạn, là con làm bại hoại danh tiếng của cung hồng. Ê, được rồi, đừng vội nhận lỗi, nói đổi sự tình đi. Nói đi. Đệ tử không phải do cha ngươi ngoại tình đó chứ? Mẹ con bệnh sắp không qua khỏi, mẹ con lại không chịu đưa tiền cho mẹ con chữa bệnh. Con chúng gì ăn cắp, mấy đồ trong nhà đi cầm. Kết quả bị người cầm đồ nhận ra, là đưa con về nhà. Cha con vì chuyện này suýt nữa thì đánh gãy chân con. Chuyện này tại sao lại như vậy? Một lời không nói hết. Đứng lên đi. Cha đứa bé này tên là Chu Minh Đường, là một tên đường hồ đồ. Mấy năm trước ở Tuyến Dương Lầu nhìn trúng một kỹ nữ rồi đưa vào phủ, rồi suốt ngày nghĩ đến nạp thê. Chu phu nhân vẫn không chịu. Hắn liền như lúc Chu phu nhân bị bệnh chuyển Chu phu nhân ra hậu viện. Kỹ nữ đó cũng chẳng phải dạng hiền lành, mấy năm nay gây ra không ít chuyện, người cả kinh thành đều thấy bất bình cho Chu phu nhân. Nhưng suy cho cùng cũng là chuyện nhà người ta. Loại cha gì vậy? Cho dù người vợ đáng thương không chịu ly hôn, nhưng tại sao đến cả đạo lý đối nhân xử thế hắn cũng không biết? Con thực sự không có tiền, mới phải mượn người khác, nhất thời hồ đồ. Nữ phó, chuyện hôm nay không liên quan đến Lý Dĩnh. Hôm đó cậu ấy nhìn thấy con đang có bên ngoài tiệm cầm đồ, nhất thời thấy thương mới người giúp con chú ý này. Mới chút tuổi đã thủ đoạn bất chính, cậu tốt bụng giúp đỡ người khác. Lý Dĩnh, chuyện lần trước lẽ nào con chưa hối cải? Hay là ta dẫn con đến cáo trạng với cha của con mới vừa lòng sao? Đừng phố đừng trách cậu ấy. Sau chuyện lần đó, cậu ấy về nhà đã bị Lý Hầu Gia đánh một trận tơi bời rồi, còn bị đuổi ra khỏi nhà mấy ngày nữa. Cậu ấy thực sự nói không còn cách nào khác, mới nghĩ ra cách này thôi. Lý Hầu Gia sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Cha hắn ta hả? Rất biết làm ăn hả? Nói vô cùng vẫn là sợ đắc tội muội, làm ta giận lây, mới đem con trai của mình để giải quyết. Ta nói các ngươi cũng thật ngu xuẩn. Hai người có chuyện gì? Sao không tìm nữ phó của các ngươi? Tự nhiên ra ngoài lừa đảo còn bị bắt làm gì? Nếu như được các ngươi đến kinh triệu doãn, đây mới gọi thật sự là mất mặt cung học của các ngươi. Vì vậy bọn con mới chạy ra ngoài thành. Ở đây không có ai nhận ra bọn con, cho dù mất mặt cũng không bị truyền ra ngoài. Các con đó, về thành với ta. Đặng đại ca, đã giúp thì giúp đến cùng đi. Đưa Lý Dĩnh trở về nhà, nói với quan nội hầu đó không được đối xử với con trai mình nhẫn tâm như vậy. Nói ông ta từ ngày mai hãy đưa Lý Dĩnh vào cung học đi. Bài nữ phó, người chịu nhận con lại hay sao? Ta chưa từng nói thực sự muốn đuổi con đi, là do con trốn quá nhiều tiết học. Đợi đó, đợi lúc trở về ta dạy con quy tắc. Còn con nữa, ta cùng con trở về tìm người cha hồ đồ đó của con nói chuyện. Người muốn đem chuyện hôm nay nói với cha con sao? Ta đâu có rảnh như vậy. Chuyện nội diện nam nhân không tiện nói, nữ tử thì không cần. Kiên kỵ gì như vậy, dù thế nào cũng phải giúp mẹ con.
Nữ phó, con biết người sẽ không trách con mà. Ê, làm gì vậy? Buông ra. Lớn từ này rồi, có biết câu nam nữ thụ thụ bất thân không? Ngươi tưởng ta không biết cái ngươi nhân cơ hội này chiếm tiền nghi vai nữ phó sao? Quýnh tưởng ai cũng như Quýnh hay sao? Ta nói hai mũi thôi mà. Yên tâm đi, thể diện vai nữ phó lớn như vậy, có bàn nữ phó đứng ra, cha cậu nhất định sẽ đối tốt với mẹ cậu mà. Lý Dĩnh, con giúp Chu Đinh cũng coi như là đứa trẻ tốt. Chuyện lần trước con cũng học được bài học rồi, sau này con có thể đồng ý với ta chăm chỉ đọc sách làm người tốt, đừng mượn danh tiếng của cha mình ức hiếp người khác nữa. Con xin thề với ông trời, bài nữ phó người đã không tính toán chuyện lúc trước, nếu như sau này con còn không cố gắng, đến ông trời cũng không tha cho con. Nữ phó, con biết người đến đây giúp con, nhưng mà cha con là người nóng tính, lát nữa người có thể... Yên tâm đi, ta sẽ không cãi nhau với cha con đâu. Nếu không, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là mẹ con thôi. Ta sẽ nói chuyện tử tế với ông ta, mặc dù không dám đảm bảo, nhưng ít nhất cũng chữa xong bệnh cho bà ấy. Đi kêu là nữ phó. Đi. Dạ. Thiếu gia, người về rồi, mau đi xem. Không biết hôm nay phu nhân làm sao lại chọc trần đến nhu phu nhân. Bây giờ lão gia đang phạt người quỳ trước chính đường, còn muốn dùng gia pháp nữa. Cái gì? Yêu phụ nhà ngươi lại có thể độc ác, hạ hồng qua và bắt canh của ta, muốn ta không sinh con được sao? Lão gia, người đừng nghe du nương nói linh tinh. Thần thiếp đã bị ốm mấy ngày nay, chưa từng xuống giường, sao lại có thể chạy đến phòng bếp hạ thuốc gì đó? Ngoài ngươi ra, trong phủ còn ai thù ghét nhu nương chứ? Lão gia, người ta đã cố ý vu tội, sao có thể tránh được đây? Thật thiếp ở với người 20 năm, là người như thế nào lẽ nào lão gia còn không rõ? Hỗn sự, lẽ nào lời nói của lão gia còn có thể sai sao? Nhu nương, đừng tưởng ta không biết cô cố ý sắp đặt cái bẫy này, muốn lão gia ghét ta, ghê tởm ta, bỏ ta. Cho dù ta có chết, cô cũng không thể được như ý đâu. Tiện nhân, người dám nói linh tinh sao? Cũng là tiện nhân đó. Không sao chứ? Lão gia, không sao chứ? Không sao chứ? Thiếp kìa. A Đinh, ở đây không có chuyện của con, đi ra ngoài. Sao lại không có chuyện của con? Cha, đây là mẹ đẻ của con, tốt xấu gì cũng là phụ nhân danh chính ngôn thuận của cha cưới về. Sao cha có thể trơ mắt cho người khác bắt nạt mẹ như vậy chứ? Cấm mồm. Chuyện của trưởng bối tiểu bối không được quản. Cô lại. Ta là nữ phó của cung học, sư phụ của Chu Đinh ban thuộc. Hôm nay đặc biệt đến đây thăm Chu đại nhân đại phu có tiếng, quả là đức cao vọng trọng, thông hiểu lễ nghi, ban thuộc đã nghe danh từ lâu. Ban nữ phó khách khí rồi, có điều Chu mẫu hôm nay có chuyện trong nhà cần phải xử lý, không tiện tiếp đón. A Đinh, giúp ta tiễn khách. Đợi đã, nhà Chu đại nhân có chuyện gì? Người phụ nữ này vi phạm đức hạnh phụ nữ, định giết ái thiếp của ta, phạm vào thất xuất chi điều mà ta đã đặt ra. Quá ra Chu đại nhân còn biết người phụ nữ này chỉ là thiếp, Chu phu nhân là thê. Ban thuộc mấy năm nay cũng đi qua không ít gia đình quyền quý, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính thê bị tiểu thiếp đánh. Còn người chồng là lão gia cứ thản nhiên đứng một chỗ vỗ tay tán thưởng. Đây là chuyện của Chu gia nhà chúng ta, không phiền người ngoài nhọc lòng. Ban nữ phó, ta kính trọng cô là sư phụ của A Đinh, không muốn nói lại với cô, ta khuyên cô vẫn nên rời khỏi đây sớm thì tốt hơn. Nếu như Chu đại nhân ngài quang minh lỗi lạc, không làm chuyện gì bất bình người khác, tại sao không để ta đứng một bên nhìn? Hay là Chu đại nhân người sợ người đã làm sai? Câm miệng! Cô chẳng qua chỉ là một nữ phó, có tư cách gì giấu lão phù chứ? Chỉ dựa vào việc sủng thiếp của ngài bắt nạt thê, sắp tâm hại người, phạm vào dân luân thiên lý, chuyện hôm nay ta nhất định phải quản. Chu Đinh, nếu như gia đình của con không chứa nổi mẹ con, ta làm sư phụ của con, hôm nay ta làm chủ, mời mẹ con đến nhà làm khách vài ngày. Đợi ngày mai nói với cô là Tào đại nhân, mời những quý phụ danh viên trong kinh thành đến để mọi người bình luận. Chúng ta đi. Dạ. Ban nữ phó không dám làm phiền. Đứng lại cho ta. Không sao, chúng ta đi. Đứng lại cho ta. Đứng lại. Đứng lại. Con đàn bà thối từ đâu chui ra, dám quản chuyện trong phủ nhà ta? Người đâu, bắt con tiện nhân về lại cho ta. Dạ. Dạ. Đứng lại. Chạy cho ta. Các người còn đứng lại làm gì? Không nhìn thấy ở đây có bá phụ hay sao? Bắt lại cho ta. Cút, cút hết đi. Đưa thiếu gia và phu nhân vào trong cho ta. Dạ.
Dạ. Tránh ra. Tránh ra. Mẹ, ta nói các người tránh ra. Đi. Ta không cho cô ấy đi thì sao? Ta cứ giữ bà ta đó. Lẽ nào con định giết ta sao? Người dám đánh ta? Đây là cây trôi, Thái hậu đưa nương ba cho ta, người đó với ta. Thiên hạ nếu như có kẻ nào bất kính với người làm thầy, ta có thể dung trôi. Ta là sư phụ của Chu Đinh, ngươi chỉ là một tiểu thiếp của Chu gia, dựa vào đâu dám buông lời thối tha? Chu đại nhân, ngài nói xem ta có nên đánh cô ta hay không? Chờ tại của thiện nhân già này, để ra một đứa con trai lòng lan dạ sói. Đứa phó, chết bà. Đứa phó, bà đi chết đi. Đứa phó, đi cho ta. Ngươi sói này, đánh cho người dám bất kính với chủ mẫu. Sao chứ? Lão gia. Trôi này, đánh cho người dám buông lời thối tha. Lão gia cứu thêm. Gì đây cho nó? Lão gia. Lão gia, người không sao chứ? Bài thù, người to gan lắm, dám ở trong sân nhà ta đánh mình quan triều đình là ta, còn đình quý phủ của ta nhìn thấy nữa. Được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nếu như ngươi bây giờ không muốn bị đánh nữa, tốt nhất đó bọn họ tránh ra cho ta. Chu Đinh, chúng ta đi. Mẹ, chúng ta đi thôi. Lão gia. Đại phu. Lão gia. Bằng chỉ muốn ra đây, ta sẽ giết cáo trạng, tổ cáo chết bằng thuộc có gan lớn mừng này. Dạ. Lão gia, không sao chứ? Chu Đinh, mau đi tìm cho mẹ con một cái xe ngựa đi. Dạ. Ban nữ phó, lần này ta làm nương nị cô rồi, đây vốn dĩ là chuyện của Chu gia nhà chúng ta, cô hà tất phải vì ta một mình khổ mà ra mặt chứ? Chu phu nhân, thiên hạ không có nữ nhân nào là đã sống trong khổ sở. Nếu như gặp chuyện ngày hôm nay mà trơ mắt ra nhìn, sao có thể coi là con người chứ? Nhưng mà lão gia nhà ta không chịu khuất phục là sĩ diện. Nếu như người thật sự tố cáo cô lên đình quý thì... Lần này tại ta lỡ tay là ông ta bị thương, lúc đó đình quý phạt ta thế nào ta đều chịu. Cho dù là vào đại lao lần nữa, ta cũng phải làm rõ mọi chuyện trên công đường, để người thiên hạ biết được rằng ông ta đại nghịch bất đạo, sủng thiếp phủ thê. Được rồi, yên tâm đi. Ban thuộc, quan lộc đại phu Minh Đường tố cáo cô xâm phạm tư phủ, hạ thủ đã thương, bệnh quan triều đình, ngươi có nhận tội không? Thứ cho ta không nhận tội. Đúng là hồ đồ. Vết thương của Lộc Phu còn ở đây, lẽ nào ngươi còn không thừa nhận? Đại nhân, yêu nữ này miệt thị công đường, tội không thể tha, xin đại nhân bình xét. Chu đại nhân, ta thấy ngài mới là miệt thị công đường, tội không thể tha. Ban thuộc bất tài, thân là nữ phó của cung học, tuy không phải mệnh quan triều đình nhưng cũng đường đường chính chính là bậc thầy của Thân Dương. Nếu như ta là yêu nữ, xin hỏi trong lòng của ông hoàng đế còn thành ra cái gì? Cô, dù cô có thể hoạt ngôn giáo biện cũng không thể thay đổi sự thật cô đánh lão phu. Đại nhân, theo luật hình của triều ta, người đánh người khác phạt 10 trượng, người xí nhục quý nhân nên tăng gấp 3 lần. Mong đại nhân công minh xử trí, tuyệt đối đừng bị tiểu nhân vũ khí mà thiên vị. Ban thục, ngươi hãy mau chóng trả lời, vết thương trên mặt Chu đại nhân có phải do ngươi dùng roi gây ra không? Phải, nhưng mà chỉ là lỡ tay vô ý. Đại nhân, ban thục thương là nữ phó, tự ác có trách nhiệm dạy dỗ học trò. Con trai của Chu đại nhân là Chu Đinh, học hành ở cung học. Ban thục hôm nay đến nhà thăm, lại đột nhiên nhìn thấy mẹ con ta là Chu phu nhân đang quỳ ở dưới đất. Còn Chu đại nhân lại để cho tiểu thiếp của mình đánh đập sỉ nhục Chu phu nhân, và nghe tin tội danh vô cớ người này bịa ra, muốn thôi Chu phu nhân đuổi ra khỏi nhà. Theo lý thường, Tào Khang chi thê không thể ở dưới. Còn Chu đại nhân tội danh sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử, từ lâu lan truyền khắp kinh thành. Ta cũng là xuất phát từ lòng tốt mới bước lên khuyên bảo Chu đại nhân. Không ngờ Chu đại nhân vẫn dung túng cho tiểu thiếp của mình vô lễ, lại ở trước mặt của nhiều người sỉ nhục ta là tiện nhân. Thái hậu nương nương ban cho ta một cái roi, và nói với ta, thiên hạ nếu như có kẻ bất kính với sư tôn, ta đều có thể dùng roi để đánh. Ta là chính cương ký nên mới dùng roi dạy dỗ tiểu thiếp. Không ngờ Chu đại nhân nóng lòng bảo vệ tiểu thiếp, xông lên ngăn cản, ta mới bất cẩn, lỡ tay là bị thương tôn dung của ông ta. Đại nhân, nếu như đó là lỡ tay là bị thương, ban thuộc tự ác nhận lỗi. Nhưng Chu đại nhân điên đảo thị phi, đó là ta cố ý hành hung, ta tự ác tuyệt đối không nhận tội. Chu đại nhân,
những lời bản tục nói có phải sự thật không? Hoàn toàn là ăn nói sằng bậy. Hôm nay trong phủ lão phu, sơn thê và tiểu thiếp đúng là có chút tranh cãi, nhưng nhà nào mà chẳng có cảnh đó chứ. Tệ như tuy sủng ái tiểu thiếp hơn, nhưng đối với sơn thê vẫn tôn trọng quan tâm. Mấy năm nay đến một lời nói nặng cũng chưa từng nói, thì ở đâu ra cách nói sủng ái tiểu thiếp đùa bỏ thê tử chứ? Sơn thê trước khi bị ban thục mãnh liệt dẫn đi vẫn sống yên ổn trong phủ của lão phu, thì ở đâu ra cách nói hạ đường chứ? Càng huống hồ chuyện chính hôm nay là lão phu kiện ban thục vô cớ là bị thương người khác, chứ không phải là thảo luận về chuyện của nhà lão phu. Đại nhân, trước nay ngài nói danh là Thanh Thiên, mong người công minh phá án, đừng bị tiểu nhân dụ khị mà thiên vị. Lời ban thục nói có đúng sự thật hay không, đại nhân điều tra là biết ngay. Quốc của quốc pháp, gia của gia quy, tuy chuyện xảy ra có nguyên do, nhưng cũng không thể trở thành cái cớ để thoát tội. Ban thục, cô đã thừa nhận vết thương trên mặt Chu Vinh Đường là do cô gây ra. Theo luật nên xử phạt 30 trượng, nhưng cô là thiên tử chi sư, theo một điều nghị quý trong bát nghị sẽ được giảm hình phạt, nên vụ án hôm nay sẽ tạm thời để đó, đợi sau khi bổn đường thượng tấu thượng thư đại rồi chọn ngày tuyên án, các ngươi cứ về nhà đợi tin đi. Thôi đường. Ra rồi, sao lại cùng nhau ra chứ? Để cho cùng quỷ này cho định án sao? Vì bà nữ phó này đúng là lợi hại thật, không hổ danh là lão sư của hoàng thượng. Đại quan 2000 này đánh rồi cũng coi như uổng công đánh, không sao kìa, đâu có dễ dàng như vậy. Chu đại phu này rất có bản lĩnh, đi coi đi. Nữ phó sao rồi? Sao rồi? Nói là giao cho thượng thư đại, ngày khác sẽ thẩm tra lại. Có lẽ là ta vẫn sẽ không thoát khỏi 30 trượng đó. Nữ phó đừng sợ, có chuyện gì đệ tử sẽ lo, cùng lắm đến lúc đó con chỉ phạt thay người thôi. Chịu đòn còn có thể là đệ tử chịu thay, còn đúng là nghe một hiểu ba. Bà Đinh, con lại đây cho ta. Gia Bảo, con lại đây. Hả, sao vậy? Sao ta lại sinh ra một đứa con trai ăn cây táo rào cây sung chứ? Được, con đã quyết lòng đi theo nữ phó của con, sau này con đừng nhận ta làm cha nữa. Ta khinh người cha nhẫn tâm như ông, cậu ấy không nhận là đúng rồi. Ta nói đúng mọi đó. Người nghe, vị Chu công tử này và ban nữ phó là người tốt thượng đẳng đó. Lần trước ta bị xe đụng vào là do họ đã giúp ta trút cơn tức giận này đó. Có thể nuôi lớn một đứa con ngoan như Chu công tử đây, vị Chu phu nhân đó chắc chắn là hiền lương thục đức rồi. Nếu không phải bị ép, bà ấy có thể ra tay đánh người hay sao? Tuyệt đối không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, ban nữ phó chính là vì đòi lại công bằng cho những hảo nữ nhân của chúng ta. Nó đúng lắm, nói đúng rồi, nó đúng lắm, đúng đó, nó hay lắm, nó hay lắm. Đa tạ các vị hương thân, đa tạ các vị. Cô cứ yên tâm đi, cô là người tốt mà, chúng tôi ủng hộ cô. Yên tâm đi, cô yên tâm đi. Đa tạ. Đánh ra, đánh ra, đánh ra. Nè, nghe ta nói, nghe ta nói. Hồ ly nhà ông ta bị thương rồi, ông ta có thể không lo lắng hay sao? Có tiền rồi, làm quan rồi, ông ta liền muốn đổi thê tử, ta khinh. Đúng vậy đó, chúng ta khinh. Đồ bát béo rồi đó, đồ bát béo rồi đó. Đừng chơi, đừng chơi nữa. Ta khinh. Đồ xấu xa. Xấu xa. Ném thân chết đi. Đồ xấu xa. Đồ xấu xa. Đồ thối tha. Đồ xấu hổ. Đi chết đi. Ném thân đi. Không biết xấu hổ. Đúng là không biết xấu hổ mà. Ban thục, nếu không kiện cho người dân thì lão phu sẽ không mang họ Chu. Đình quý đại nhân, mấy hôm nay ta thật sự vô cùng tức giận. Ban thục của ta chỉ là một nữ phó nhỏ bé, chẳng qua chỉ về hoàng thượng đọc trường ca hành vài ngày, là ỷ vào mối quan hệ không rõ ràng với đặng đại tướng quân, ở chỗ thái hậu đi lối thông thiên, bây giờ có thể chen tay vào chuyện nhà của lão đệ, sau này còn ra sao nữa đi. Chúng ta đã đến lúc cần đè nén khí thế của cô ta rồi. Uống rượu. Đang uống rượu. Nghe nói như vậy đó. Sao lâu vậy? Đúng rồi đó,
Sao vẫn chưa quay phải trở rồi, về? Đợi lâu quá rồi. Đã lâu lắm rồi bà. Trời chết đi được. Đấy, đã rồi, đã chuyện nói rồi. Sẽ báo lên thượng thư đài. Ngày cái sự tiếp. Đúng đó. Ngày cái sự tiếp là cái gì? Ngày cái sự tiếp là cái gì? Cuối cùng định đại quý là nhau nói thế nào? Cô nói rõ xem. Dù sao thì ông ấy cũng đó là sự thật mà. Dù sao thì ông ấy nói bà nữ phó đánh người là sự thật mà. Theo lệ sẽ phạt 30 trượng. 30 trượng sao? Sao nhiều vậy? Vậy không phải sẽ đánh chết người hay sao? Phải rồi. Sợ gì chứ? Ban nữ phó chẳng phải biết võ công sao? Ờ, nhưng đinh đại quý đại nhân cũng nói rồi, ban nữ phó là đế sư, cho nên có thể dựa theo bát nghị chia điều giảm nhẹ hình phạt. Nhưng cụ thể là phạt bao nhiêu thì không phải nghe bên thượng thư đại quyết định. Ồ, thì ra là vậy. Giờ vẫn ổn. Cùng lắm ta đánh chỗ mẫu hậu cầu xin. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Tốt quá rồi. Được rồi, tốt quá. Giữ nghị công chúa. Ban nữ phó cả ngày đến tối dạy chúng ta làm việc công chính, mà làm sao ta thấy cô hở một chút là giúp cô ta đi cửa sau vậy? Làm người khác bị thương thì phải chịu phạt. Chuyện này là tất lễ. Cái gì gọi là tất lễ chứ? Hả? Ta hỏi ngươi, cha của Chu Đình có mới nế cũ, dùng thuốc tiểu thiếp, toàn kinh thành ai mà không biết, ban nữ phó đánh người cũng như chủ trì chính nghĩa, có gì không đúng chứ? Chủ trì chính nghĩa sao? Nếu đúng là ngay thẳng thì sợ gì chứ? Mấy người đừng nghĩ tìm ai cầu xin nữa. Chu đại nhân cũng là mệnh quan triều đình, tự nhiên bị đánh ra cái gì chứ? Khấu Phong, ngươi đừng có ở đó ra dễ nguy hiểm nữa. Ai không biết ngươi là vì chuyện của tỷ tỷ ngươi căm hận ban nữ phó? Nếu không phải có cô ta dung túng, Bích Ngọc có thể thiêu rụi một nửa lớn Nam Cung sao? Đáng đời cô ta bị Đặng đại tướng quân thoái hôn. Nếu là ta, ta cũng không lấy cô ta làm vợ. Ngươi nói lung tung cái gì? Rõ ràng tỷ tỷ ta thoái hôn Đặng Trất. Giả lại, người ấy đã gả cho người khác rồi. Ta không cho phép người nói xấu tỷ ấy. Nếu là quan minh chính đại, sao lại vội vã trở về nhà? Ta thấy là chột dạ rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Sao? Muốn đánh nhau sao? Hả? A Lăng. Khấu Phong, ngươi cứ gì đây? Đúng vậy. Chúng ta mau chóng nghĩ cách làm thế nào để cứu ban nữ phó ra. Đi, đi, chúng ta đi. Đi, đi, đi thôi. Đi. Đúng thiệt là. Phải chịu đòn thật sao? Vậy sao chịu nổi chứ? Đau là chuyện nhỏ, đánh đòn trước mặt nhiều người mất mặt lắm. Muội, muội nói xem sao muội cứ làm những chuyện lỗ mãng như vậy chứ? Sư tỷ, lần này muội thực sự không phải là lỗ mãng. Lúc muội đánh ả tiểu thiếp đó đã nghĩ đến sẽ đắc tội với cha của Chu Đinh. Dù thật sự bị phạt chịu đòn, muội vẫn không hối hận. Bởi vì dù gì cũng là người đến lúc đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Sư tỷ à, tỷ không biết mẹ của Chu Đinh thê thảm cỡ nào đâu, bị đánh đến mức khắp người bị thương. Nhưng mà tướng công đáng chết đó lại nhẫn tâm như vậy, dung túng cho tiểu thiếp hạ độc thủ bà ấy. Chu Đinh lúc đó cũng ở bên cạnh, trơn mắt nhìn mẹ cậu ấy chịu khổ. Nhưng cha cậu ấy ở đó, cậu ấy cũng không dám phản kháng. Sư tỷ à, tỷ nói xem ngoài muội ra còn ai đòi lại công bằng cho mẹ con cậu ấy chứ? Chuyện này đa tạ ban nữ phó. Chưa phu nhân, kẻ mệnh khổ như ta đúng là liên lụy các cô rồi. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Ban nữ phó, ta nghe A Đinh nói chuyện trên công đường, trong lòng buồn vô cùng. Đều tại ta. Nếu như cô không phải vì ra mặt cho người mệnh khổ như ta, thì sao bị lão gia nhà ta kiện lên đình quý chứ? Nếu như cô thật sự vì ta bị xử phạt, thì ta dù có chết cũng khó mà ăn nói được. Nè, bà đừng làm như vậy mà, mau đứng lên đi. Chưa phu nhân, chuyện này bà thật sự đừng nghĩ nhiều như vậy. Vụ án này thượng thư đài vẫn đang điều tra, biết đâu chừng ta cũng có thể kháng cáo. Ta và lão gia nhà ta là phu thê 20 năm, tâm tư của ông ấy sao ta có thể không hiểu rõ chứ? Với tâm tư của ông ta bất luận thế nào cũng sẽ kiện đến cùng. Bà nữ phó, ta và A Đinh đã thương lượng rồi, hai mẹ con ta sẽ không gây thêm phiền phức cho cô nữa. Ta nghĩ là lát nữa sẽ về phủ, chỉ cần nói nhẹ lời cầu xin ông ấy, biết đâu chừng ông ấy có thể rút đơn kiện cô. Tuyệt đối không được. Bây giờ bà quay trở về không phải rõ ràng là nhận thua hay sao? Dù đường đó trước đây đã ức hiếp bà như vậy, bây giờ quay trở về không phải dân dê vào miệng cọp sao? Bà cứ yên tâm đi, ở chỗ của ta, dù trời sập xuống bà cũng đừng lo. Chuyện này sao có thể được chứ? Sư mụ ta nói đúng đó. Chu phu nhân, bà cứ yên tâm sống ở đây đi, đợi sau khi vụ án phán xong chúng ta hãy nói tiếp. Dù là vụ án đã định đoạt rồi nhưng ta vẫn nên quay về phủ. Vì sao chứ? Bà đừng trách ta vô lễ. Trước đây Chu Đinh kể chuyện quý phủ cho ta nghe, ta đã thấy bức xúc rồi. Nghe nói của hồi môn nhà mẹ đẻ của bà cũng không ít. Chu đại nhân không ra gì như vậy, sao cứ nhất định phải ở lại trong phủ? Chỉ cần ta ở lại trong Chu phủ, A Đinh là con, sau này vẫn có thể thừa kế tài sản của gia đình Chu phủ. Với lại cha mẹ ta đã sớm qua đời rồi, của hồi môn năm đó cũng đã sớm bị quỷ. Giờ đây ta không có gì hết, cũng không biết chữ theo qua. Nếu thực sự bị thôi, ta thật sự không biết đi đâu nữa.
Ban tộc và ngoại thích bắt tay với nhau, làm việc ngông cuồng, thật là đáng ghét. Nếu không phải dựa vào bản thân được thái hậu sủng ái, cô ta đâu có gan làm vậy, lại dám ức hiếp đại quan Lưỡng Thiên Thành. Nếu không nghiêm trị ban tộc, cô gái này sau này sẽ bá đạo ngông cuồng, sẽ thành chuyện thường. Đúng đó, đúng đó. Nam nhân chúng ta ngược đãi lại phải nhẫn nhịn, vậy là âm dương điên đảo. Đây là quả lộn thương thường. Nói rất đúng. Người âm dương điên đảo có ít sao. Giờ đây đại hán chúng ta là nữ chủ chủ chính. Bây giờ hoàng thượng tôi đã lớn và hiểu chuyện, nhưng thái hậu vẫn không chịu trả lời quyền chính. Tiền đại nhân, ông nói có lý. Nhưng mà đã như vậy, chúng ta thân là ngự sử thì càng nên diệt trừ tình thế như vậy chứ. Tuyệt đối không được để thái hậu dùng tính cô gái này nữa. Được, lát nữa lúc thượng triều chúng ta cùng nhau thượng tấu, yêu cầu thượng thư đại nghiêm trị bán thù. Được, được đó. Nghiêm trị bán thù. Vậy đi. Đi nào. Bẩm thái hậu, chú Minh Đường đã bị đánh đến mức nằm giường không được, chuyện này cần phải nghiêm khắc trừng trị. Xét án là việc của thượng thư đại, người sẽ có ông tham gia làm gì chứ. Thái hậu nương nương, ban nữ phó tuy được người sủng ái, nhưng từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti. Dĩ âm phạm dương như vậy, dĩ ti phạm tôn, chính là đại kỵ. Mong thái hậu nghiêm khắc. Vì chuyện này hôm nay trong triều bàn luận rất nhiều, tuy thái hậu và lão đặng đều bảo vệ cho muội, nhưng vẫn bị đám đại thần đó dùng lời lẽ chặn họng. Mấy cái mụ lớn của nữ chủ ngoại thích kéo đến, làm cho bọn họ cũng không tiện nói. Thái hậu cuối cùng cũng hết cách, bèn nói vụ án này ngày mai giao cho thượng thư đại công thẩm, bản thân tuyệt đối sẽ không chia tay vào. Đến cái lão đặng cũng bị người ta chặn lại, nếu không thì huynh ấy chắc chắn đến thăm muội rồi. Muội hiểu rồi, huynh đã đặt chắc, đừng lo lắng. Thượng thư đại công thẩm thực ra cũng là chuyện tốt, Chu Minh Đường sai trước, đến lúc đó chưa chắc là muội thua. Sao muội lại nghĩ dễ dàng như vậy chứ? Chu Minh Đường có thể ở trong triều đình khơi dậy sóng gió lớn như vậy, chắc chắn là có chỗ nương tựa rồi. Muội biết Chu Đinh vừa nãy còn khóc đến xin lỗi muội, nói cha cậu ấy nhờ người viết thư cho Chu phu nhân, nói bà ấy không được ở trên công đường thừa nhận ông ấy ngược đãi, nếu không thì ông ấy sẽ không nhận Chu Đinh là con trai, tước vị này không truyền cho cậu ấy. Vậy muội còn làm như là không sao nữa. Nếu như Chu phu nhân không thừa nhận chuyện bà ấy bị đánh, muội ra mặt giúp bà ấy là muội từ chối hòa vào thân rồi. Không làm người cũng không sao, cũng không còn cách nào hết. Trời ơi, được rồi, sao huynh còn sầu não hơn muội như vậy? Chỉ là 30 trượng thôi mà, chỉ cần vậy anh không có ở đó, đừng nói 30 trượng, 50 trượng đối với muội cũng không thành vấn đề. Mau đi, thả ra. Đỡ Trung Dương Diễn, vậy làm gì vậy? Hai người đến đúng lúc lắm. Từ Khấu Phong này rất khốn nạn, giờ đây bọn ta còn nhìn thấy hắn muốn mua chuộc tiểu hoàng môn của thượng thư cục, bảo quan họ thêm mắm thêm muối, phạt nặng thêm ban nữ phó. Được đó, xem ra ngươi lần này vẫn chưa được dạy dỗ đủ mà. Mấy người các ngươi làm gì vậy? Bái kiến hoàng thượng. Bái kiến hoàng thượng. Dấn hỷ, trẫm chỉ mới mấy ngày không đánh cung học, ngươi đã vô pháp vô thiên rồi. Khấu Phong là hảo bằng hữu của trẫm, các ngươi không được bắt nạt huynh ấy. Hoàng huynh, muội thấy huynh rõ ràng thấy ban nữ phó không có ở đây mới tranh thủ lười biếng không đến. Không được ăn nói sằng bậy, trẫm chỉ bận chứng sự nên mới không đến được. Đi thôi Khấu Phong, cùng trẫm đi đọc sách. Dạ. Quan Diệt Trinh nội quan thượng, hắn còn biết làm gì chứ? Đúng đó, trốn được một lúc không trốn được cả đời đâu. Đợi hắn cơn nhỡ xem ta xử trí hắn được thế nào rồi. Đây Khấu Phong là đệ đệ ruột của Khấu tỷ tỷ, không thích ban nữ phó cũng có thể hiểu được. Chúng ta cứ ở đây nói chuyện thì có ích gì, chi bằng mau nghĩ cách giúp cho ban nữ phó thoát tội đi. Làm thế nào để giúp đây? Dù anh này đã đến thượng thư đài rồi. Dù là đến thượng thư đài cũng không phải là không có cơ hội lật lại vụ án. Không phải Chu Đinh nói cha cậu ấy bây giờ đang nắm chặt mẹ cậu ấy ép Chu phu nhân nói dối trên công đường sao? Điều này cho thấy cha cậu ấy chột dạ. Chỉ cần chúng ta điều tra được chứng cứ chứng minh cha cậu ấy sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thê tử, làm loạn vị trí thê thiếp, tội danh lập thân bất chính hạ xuống rồi, xem ông ấy còn có thể dịu dõi dương quy hay không. Nói phải lắm, nhưng mà chúng ta nên ra tay thế nào đây? Chuyện bắt gian tiểu thiếp này, bổn công chúa từ nhỏ đã làm nhiều lần thay mẫu phi của ta rồi. Mau lại đây, lại đây. Khanh cũng đúng là ngốc, vụ án đã phát đến thượng thư đài rồi, khanh đã còn dằn vặt gì chứ. Lão đầu thượng thư lệnh làm việc cổ hủ nhất luôn. Ngài thường thích nói với thái hậu phụ nữ cầm quyền chính là ông ta. Lần này ban thục chịu khổ rồi. Hoàng thượng, thần chính là quá tức giận. Thần chỉ có một tỷ tỷ, thường ngày đối xử với thần rất tốt,
Bây giờ tỷ tỷ bị bắt nạt, kẻ làm đệ đệ như thần có thể không ra mặt cho tỷ sao? Với lại Vấn Hiền công chúa mà hồi trước đây chẳng phải cũng gọi Khấu nữ phó sao? Bây giờ trùng chớp mắt, cái gì mà cũng chẳng nhận nữa. Trước đây trẫm có một tiểu tỷ tỷ cũng đối xử tốt với trẫm lắm. Nếu tỷ ấy bị bắt nạt, trẫm cũng sẽ liều mạng. Đáng tiếc trẫm làm hoàng đế chưa được nửa năm, tỷ ấy đã bệnh chết rồi. Nhưng mà không sao, trẫm là hoàng đế, Khanh là hảo bằng hữu của trẫm, trẫm chắc chắn không để Khanh bị ức hiếp đâu. Tạ ơn hoàng thượng. Phu nhân thứ của Chu đại nhân sống ở đâu vậy? Ở Bình Đỏ. Mau đi làm đi. Dạ, cô yên tâm đi. Cô nương. Nè, dù sao thì cô cũng đã bị Chu gia đuổi đi rồi. Cô nghĩ kỹ xem, nếu cô có thể ra công đường làm chứng, Chu phu nhân được cứu. Nhưng mà cái gì nữa chứ? Cứ làm theo lời ta nói đi. Mẹ, mẹ từ tối đã để cha uy hiếp. Nếu như mẹ ở trên công đường, nó đỡ cho ông ấy, ban đường phó nhất định sẽ không thoát có hình phạt. Cô ấy là gì ra mặt cho hai ta, mới rước quà cho thân. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn con trai biến thành kẻ giam ơn phụ nghĩa ngay theo cái gian sao? Mẹ biết chứ, nhưng cha con nói rồi, nếu mẹ không nghe lời ông ấy, ông ấy sẽ từ con. Mẹ khổ sở chịu đựng trong phủ lâu như vậy, chẳng phải điều gì con hay sao? Bây giờ mẹ đã như vậy với con rồi, chẳng lẽ sau này con chỉ tức gì cho con sao? Mẹ, con trai mẹ có thể bằng thực lực của bản thân mình thì cho thái hậu tự mình làm quan, không cần ông ấy đâu. Mẹ biết con có chí khí, nhưng đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Dù gì con cũng là máu mủ ruột thịt của ông ấy. Giờ đây mẹ băn khoăn không biết làm thế nào. Làm thế nào cũng không phải. À Đinh à, sao mệnh của mẹ khổ như vậy chứ? Nữ phó, mẹ con thật sự nhát gan, con lại muốn lên công đường làm chứng cho người. Nhưng dù gì con cũng là con trai ông ấy, theo luật pháp người thân sẽ che giấu cho nhau. Lời con nói trên công đường sẽ vô ích. Được rồi, khó khăn của hai người ta có thể hiểu mà. Thực ra hai người không phải là nhát gan, mẹ con là dì con, không màng chuyện gì hết. Nhưng mà nữ phó, nếu người dì bọn con mà bị phạt vô hình, sau này con làm sao cùng bạc mũi tiếp tục ở cung học nữa? Thể diện là chuyện nhỏ, cuộc sống nửa đời sau của mẹ con mới là chuyện lớn. Bây giờ mẹ con đối với cha con là chịu thiệt để cầu toàn, là vì lo lắng tội danh phản bội sau khi bị thôi cũng không thể tự lập nên mới đành chịu thôi. Ta cũng từng đọc sách, tình hình giống như mẹ của con, thực ra có thể hòa ly. Hòa ly? Phải, tức là người chồng có lỗi lớn, thê tử có thể nêu ra chia tay. Đây không phải là bị thôi, mà là quang minh chính đại, thẳng thắn như nhà của mình. Không những của hồi môn có thể được trả lại, tài sản trong nhà cũng được chia một ít. Đây là luật lệnh gì? Con chỉ từng nghe nói thất xúc, nhưng chưa từng nghe đến luật này. Đây là luật cũ, viết trong pháp tỉ mục sao dương mảnh chi loạn, thì rất ít người dùng đến. Chỉ có Diêu nữ phó của con là con mọt sách mới tìm ra được. Quay về đọc kỹ đi. Nói cho mẹ con biết, bất luận vụ án này kết quả ra sao, ta đều hy vọng mẹ của con sau này có thể tìm được cách sống mới. Không lẽ bà ấy còn muốn tiếp tục sống trong cái nhà không ra gì đó, chịu mọi khổ sở bất tận sao? Ra rồi kìa. Ra rồi kìa. Ra rồi. Một quy chỉ của Thái hậu nương nương, vụ án quan lộc đại phu Chu Minh Đường, kỳ nữ phó băng lục đánh người bị thương, hôm nay công thẩm nhằm để công bằng, đồng ý cho 30 bá tánh vào nội đường nghe. Ta đi nữa. Truyền ban thục Chu Minh Đường lên công đường. Bây giờ có bản nghiệm thương ở đây, bổn quan hỏi lại lần nữa, ban thục, ngươi có thừa nhận vết thương trên mặt Chu Minh Đường là do ngươi gây ra không? Ta thừa nhận lỡ tay làm người bị thương, nhưng chuyện này có nguyên do. Nếu không phải Chu Minh Đường dung túng tiểu thiếp đánh thê tử hành hung trước, ta cũng sẽ không vô cớ đánh bị thương người khác. Đại nhân mình dám, là ban thục nói đều là sằng bậy. Thê tử của ta trước mắt đang ở cung đường, đại nhân có thể lập tức triệu kiến, bà ấy có thể chứng minh hôm đó bổn quan tuyệt đối không có chuyện dung túng tiểu thiếp đánh thê tử. Ban thục này hoàn toàn là gì có xung đột với tiểu thiếp của ta, nên cô ta mới vô cớ ra tay đánh người. Truyền Chu Dương thị lên công đường. Thần thiếp Chu Dương thị bái kiến thượng thư lệnh đại nhân.
bỗng qua hỏi ngươi, hôm đó Ban Thuật đánh ngươi bị thương, ngươi có từng bị cha Thiếp đánh không? Thần thiếp không còn nhớ rõ. Sao vậy chứ? Không thể nào. Sao vậy? Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Sao còn nhớ? Chu Dương tỷ, đến cả chuyện bản thân có bị đánh hay không cũng không còn nhớ rõ nữa là sao? Đại nhân, thầy tử của ta chính là gì, đầu óc không rõ ràng lắm. Phủ quan mới để cô ấy sống ở một chỗ khác, cho nên chuyện sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thầy tử gì đó hoàn toàn do Ban Thục vu oan. Ban Thục, ngươi còn có gì muốn nói? Vết thương trên tay của Chu phu nhân vẫn chưa hết. Vừa nãy lời bà ấy nói có phải nói trái lòng hay không? Chắc đại nhân cũng tự ý định luận. Bất luận như thế nào, hôm đó tiểu thiếp đánh Chu phủ, sỉ nhục bắn bỏ, ta dùng roi thái hậu ban cho dạy dỗ cô ta. Đây là sự thật. Chu đại nhân, ông sẽ không thừa nhận đó chứ? Phụ nữ tranh cãi, thi thoảng có vài lời nặng nhục mà, điều này có gì lạ chứ? Ngự đôi của thái hậu nương được ban cho cô, ý là muốn cô quản thúc tố, môn hạ đệ tử, cô lại làm dùng cái đó làm bị thương người khác, đây mới gọi là tội bất kính. Đại nhân, bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi, bổn quan tuyệt đối không có hành vi sủng ái tiểu thiếp, ruồng bỏ thầy tử, tội dù có là bị thương người khác của Ban Thục. Mong đại nhân dùng luật pháp đại hán ta, công minh xử trí ở ta.